Vâng, và đây là con Sansui 6060, con này hàng Mỹ, nồi điện là 120. Các bác sử dụng điện 110 nha, 110, 120 là ok, 100 thì cũng đủ điện nó ác nhưng mà điện nó sẽ tối, không đủ rồi quá. Qua cắm 110 là ok nha. Thì đây là đàn im của 7070, thì hiện tại cái model 6060 vẫn giá rất là tốt, không bị đổi giá nhiều tại Mỹ nha các bác. Con này em đấu bay về rất là đẹp nha, về trong sáng nay. Đánh hai cầu loa AB, A cộng B, đặc biệt con này là bản cao nhất. Bản 200W luôn nha, điện nồi 120. Con này thì em qua gửi cho bác luôn, thì bác xem video mà chưa xem video chi tiết con này thì bác hỏi, bác đang có cặp loa cổ Beuner thì âm ly này Sansui tầm tiền này chơi con 6060 kiếp thì quá ngon rồi. Và thứ hai nữa thì nó trưng bày rất là đẹp, dù sao nó cũng mang cái ren của dòng 70 nên là âm thanh nó quá tuyệt vời. Các bác có thể thấy được cái vỏ gỗ này đấy, đây là cái anten lúc ra vô thì học hỏi từ những anh những cái đàn anh 881 đấy, bản 200W maximum nha các bác, 120V 6060 200 loa rất là mới. Và bản này là bản sexy vàng luôn nha, em mở bên trong ra các bác cùng ngắm nha. Về trưng bày thì nó đạt tiêu chuẩn rồi các bác, về chất âm quá tuyệt vời rồi, những dòng 4 số của Sansui. Vâng, đây là bên trong của con 6060, mời các bác cùng chiêm ngưỡng nha, đẹp nha, quá mới luôn bác. Mình là chốt con này thì quá nhanh cũng như là quá may mắn luôn, vì con 60 này quá đẹp. Đây, nó chạy là 4 con sò sắc nét nha các bác, 4 con sò nét nha, đỏ đen. Bản 200W là nó chạy sò nét nha, sò sắc nét đỏ đen rất là mới, nhìn chất lượng nha. Đấy, coi thấy chưa, rồi thì chỉ vậy thôi, thì mai em đóng hàng cho bác luôn nha. Bác vừa chuyển tiền lúc 5:30 đây, thì hàng đi lúc 4 giờ rồi các bác, nên là các bác nào mình tôi chuyển tiền sau 4 giờ thì hàng sẽ để chuyển qua ngày mai. Rồi, em cảm ơn các bác rất là nhiều đã dành chút thời gian xem video em giới thiệu con Sansui 6060 tuyệt đẹp này. Thì hàng gì về ngày mai về con 7070 với con 8080DB. Nếu ngày mai nó về thì em thông báo, nếu mà mai không về là mốt nó sẽ về nha các bác. Rồi, các bác theo dõi, và nếu đang cần con 7070 hay là 9080DB thì theo dõi ngày mai nha. Và nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh, và để luôn được cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo.